Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prong tổ chức tham quan các mô hình khởi nghiệp và mô hình cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham quan đợt này có đồng chí Ra Lan Hờ Chiểu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Ra Lan Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Vũ Đình Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện Hội Nông dân huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 19 xã thị trấn. Đoàn đã tham quan các mô hình gồm trồng rau sạch tại thôn Phú Mỹ xã Ia Băng, hàng rào xanh tại làng Nẽ So xã Ia Tô, con đường hoa tại thôn Bắc Thái xã Ia Lâu, mô hình trồng cây ăn trái tại làng Me và thôn Yên Hưng xã Ia Pia. Thông qua buổi tham quan nhằm giúp hội viên phụ nữ các xã, thị trấn giao lưu, học tập để nhân rộng các mô hình khởi nghiệp cũng như mô hình 503 sạch tại địa phương.